Xin chào các bạn. Hôm nay lướt qua mạng xã hội thì thấy các bạn chia sẻ một cái bài viết của cái báo Việt Nam Cộng với cái nội dung là một cái ông giáo sư Trần Ngọc Thêm, là một cái giáo sư đầu ngành về văn hóa học, có một cái đề xuất rất là buồn cười các bạn. Mà ông ta đề xuất là bỏ cái khái niệm chồng người và bỏ luôn cái khái niệm tiên học lễ hậu học văn trong cái ngành giáo dục đó. Thì tôi thấy các bạn, rất nhiều bạn cũng gọi là không đồng tình, thậm chí là bức xúc. Thì cá nhân tôi cũng vậy, tôi thấy không đồng tình với cái đề xuất của cái ông giáo sư này. Mặc dù ông làm giáo sư, mà giáo sư thì không phải nói cái gì cũng đúng nha các bạn. Mình thấy không đúng thì mình phản biện thôi. Và bản thân tôi thì tôi làm clip này để tôi phản biện. Thì ông ta nói, ông ta cho rằng chồng người đó, cái khái niệm chồng người nó thụ động, bỏ là vì nó thụ động. Còn cái khái niệm tiên học lễ hậu học văn là nó mang cái tính phục tùng, không thể hiện được cái dân chủ trong giáo dục đó. Các bạn thấy không? Ông diễn giải đó, nghe nó rất là phi logic. Thì bây giờ mình xin nói trước cái phần về cái chồng người, khái niệm chồng người. Thì chồng người ở đây nó xuất phát từ một câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là cái câu là vì lợi ích 10 năm trồng cây mà vì lợi ích 100 năm trồng người. Có nghĩa là ngành giáo dục chúng ta đề cao cái công tác chồng người. Bởi vì con người là hạt nhân mà tất cả xoay quanh đó. Cái đất nước này có tồn tại, có phát triển hay không thì là phải giáo dục, chú trọng đến cái công tác giáo dục này. Chúng ta cứ hình dung, nếu chúng ta một cái cây lúa chúng ta không trồng, chúng ta đem rải nó ra ruộng để tự nó mọc, thì chắc chắn cây lúa đó chúng ta sẽ không thu được cái gì hết. Tự nó mọc thì cỏ rồi chuột sóc rồi các con vật nó ăn hết thì có gì để chúng ta thu. Nhưng chúng ta trồng đúng nghĩa, chúng ta chăm sóc nó, chúng ta chăm bẩm nó, chúng ta bảo vệ nó, thì chắc chắn cái cây lúa đó nó sẽ đem đến cho chúng ta cái năng suất cao, nó đem đến cái hiệu quả tích cực. Thì cái việc chồng người này cũng vậy thôi các bạn. Nếu các bạn chăm sóc, các bạn chăm bẩm con các bạn 18 năm học phổ thông, rồi sau đó 4 năm đại học, nếu có điều kiện thì chúng ta học lên thạc sĩ, tiến sĩ, 20 mấy năm trời đó, chúng ta chăm bẩm thì chắc chắn cái kết quả thu được chúng ta nó sẽ khác những cái đứa trẻ mà chúng ta bỏ bê, chúng ta không quan tâm, không chăm sóc, để tự nó lớn, nó làm gì nó làm. Nó sẽ khác nhau. Thì cái khái niệm chồng người này nó cũng vậy. Đó. Thì tôi muốn nói sơ về cái khái niệm chồng người. Và ông giáo sư này, ông nói chồng người là bỏ khái niệm chồng người là vì nó thụ động. Tôi không hiểu là nó liên quan gì tới chủ động hay thụ động ở đây. Và chính vì ông diễn giải cái việc là chồng người nó thụ động, cho nên bắt đầu trong cái bài báo ông diễn giải là học sinh là phải tích cực, là phải năng nổ, là phải này phải kia, chứ không được thụ động. Cái câu người ta vậy mà tự nhiên diễn giải thành thụ động là sao? Hết sức vô lý các bạn. Rồi bây giờ đến cái câu tiên học lễ hậu học văn. Thì ông giáo sư này ông cho rằng đó là nó là một cái câu mang tính phục tùng, không thể hiện được cái tính dân chủ trong giáo dục. Và cái cách diễn giải này tôi thấy cũng hết sức là vô lý, chẳng ăn nhập gì đến cái nội dung của cái câu tiên học lễ hậu văn. Đây là một cái câu tục ngữ đó. Thì chúng ta hiểu cái nghĩa đen nó đây, nghĩa đen trước. Tiên học lễ có nghĩa là gì? Lễ nghĩa, phép tắc, là đạo đức con người đó. Sau đó chúng ta mới học văn. Ngày xưa thì chúng ta học văn, nhưng bây giờ thì chúng ta gọi là chuyên môn đó. Văn hóa đó, học vấn đó. Còn cái nghĩa bóng của nó thì nó mang cái
cái ý nghĩa còn sâu xa hơn là cái câu tục ngữ này họ muốn người xưa muốn dạy chúng ta đó, đó là con người trước tiên phải học đạo đức, học lễ nghi để làm người tốt đó. Sau đó rồi chúng ta mới có đạo đức, có văn hóa thì chúng ta mới tiếp cận được cái tri thức của nhân loại để trở thành người có ích. Cái câu người ta vậy mà tại sao lại diễn giải thành tiên học lễ học văn là nó mang tính phục tùng, không thể hiện được tính dân chủ trong giáo dục, nó vô lý, nó diễn giải một cách vô lý. Và tôi không hiểu tại sao ông giáo sư thêm này ông lại diễn giải theo cái cách đó. Khi ông diễn giải theo cách đó thì bắt đầu ông bình luận trong cái bài báo là theo cái cách của ông, và một cái người đọc cái tờ báo này thì tôi hoàn toàn không không thể chấp nhận. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi, nếu chúng ta không chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh thì nó sẽ ra sao các bạn? Đạo đức trong nhà trường nó sẽ ra sao? Các bạn thấy rồi đó, thời gian gần đây cái việc vi phạm đạo đức trong nhà trường và trong cả cái ngành giáo dục nó là gọi là đang là một cái vấn đề rất là nan giải. Chúng ta thấy không? Rất là nan giải các bạn. Con em mình ai cũng có con em mình ai cũng được đi học rồi, chúng ta biết rồi. Bây giờ cái môi trường giáo dục nó bị tác động bởi nhiều phía. Thì chúng ta càng phải tăng cường cái việc giáo dục đạo đức này. Chứ không thể bỏ được các bạn. Tại sao lại bỏ được? Một con người mà không có đạo đức thì làm cái gì các bạn? Nếu chúng ta có tăng cường đạo đức thì nó cũng không có thừa. Tăng cường giáo dục cái đạo đức cho học sinh không bao giờ thừa. Còn nói về mà do cái này cho nên là ảnh hưởng đến cái chất lượng học sinh, tôi thấy không, chất lượng học sinh của Việt Nam từng ngày nó tiến bộ hơn nhiều. Không phải mình nói suông mà cụ thể các bạn thấy mỗi năm các cái đoàn học sinh của Việt Nam đi thi Olympic toán, rồi sinh học, rồi vật lý hóa học quốc tế, hầu như không có em nào ra về đây không không huy chương vàng thì cũng huy chương bạc, mà không bạc thì cũng đồng. Đó có nghĩa là cái việc giáo dục của chúng ta về chuyên môn đó, vẫn rất tốt, và hàng năm chúng ta thấy các em học sinh Việt Nam mà đi 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 học ở các cái trường đại học của quốc tế, ở Mỹ, ở Nhật, ở Singapore, ở Úc, rồi các cái nước phát triển khác, thì cái thành tích học tập của học sinh Việt Nam luôn rất là cao, thuộc nhóm đầu mà. Rất cao. Thì đó là cái gì? Đó là thành quả của cái nền giáo dục. Mà tôi nói đây là giáo dục phổ thông nha các bạn. Còn chúng ta chắc chắn cái việc mà giáo dục đại học chúng ta vẫn còn một cái khoảng cách so với quốc tế. Và hiện tại chúng ta đang dần san lấp thôi. Đó. Có nghĩa là chúng ta còn một cái khoảng cách về giáo dục đại học. Chúng ta cũng có những ngôi trường rất tốt nhưng mà nó không nhiều, nó chưa nhiều. Đó. Chứ đừng có nói bây giờ cái gì cũng đổ thôi, chứ giáo dục tôi nói giáo dục chỉ là một phần, đạo đức của học sinh nó còn phải phụ thuộc vào gia đình và xã hội nữa, chứ đừng cái gì cũng đem đổ cho giáo dục, nó phi lý lắm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói đúng không, có tài mà không có đức là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Vậy thì có tài mà không có đức tại sao lại vô dụng các bạn? Ngày xưa thì chúng ta bác nói là vô dụng, nhưng mà bây giờ có tài mà không có đức là những cái kẻ phá hoại ghê gớm nhất đối với đất nước. Các bạn thấy những cái vụ án nổi đình nổi đám đó, gây thiệt hại vô cùng lớn cho đất nước. Những cái kẻ chủ mưu toàn là những người có tài không đó, nhưng mà họ không có đức. Vậy tại sao chúng ta lại không chú trọng cái việc giáo dục đạo đức ngay từ nhỏ, mà bây giờ lại đòi bỏ cái khái niệm đó đi? Một con người mà không có đạo đức thì làm cái gì? Nó sẽ trở thành một kẻ phá hoại. Chúng ta thấy đó.
muốn cải cách, muốn đổi mới thì cũng phải dựa trên một cái nền tảng, một cái cơ sở lý luận vững chắc. Không? Có những thứ nó đã trở thành chân lý rồi, chúng ta không thể thay đổi. Đó. Nếu chúng ta cố tình thay đổi nó thì nó trở nên ngu xuẩn, trở nên lố bịch. Mặt trời nó lặn, nó mọc ở hướng đông và nó lặn hướng tây. Ban ngày bao giờ cũng sáng mà ban đêm thì tối. Đó là chân lý, chúng ta không thay đổi được. Thì cái trồng người và cái tiên học lễ hậu học văn này nó cũng là chân lý. Chúng ta có thể thay đổi cái khác để giáo dục nó phát triển hơn. Đó. Chúng ta chú trọng vào chuyên môn, đó, vào dạy học văn hóa và áp dụng những cái nghiên cứu, cái công trình nghiên cứu khác, đó, để nâng cao cái chuyên môn dạy học cho giáo viên và học sinh. Cái đằng này lại đòi bỏ cái khái niệm trồng người vì một lý do vô, một cái suy diễn vô lý. Bỏ tiên học lễ hậu học văn, mỗi khẩu hiệu mà trong lớp học nào cũng phải có, bạn thấy hết sức vô lý. Hôm nay tôi dành ít phút để tôi phản biện lại cái lời của cái ông giáo sư Trần Ngọc Thêm này. Tôi không phải giáo sư, cũng chả có trình độ bằng cấp gì hết, nhưng mà tôi thấy nó hết sức vô lý và tôi bất bình về những cái câu này, cho nên tôi làm clip tôi phản biện. Ông ta có xem hay không thì không quan trọng, quan trọng những người khác xem và đánh giá ông giáo sư này đúng hay là tôi đúng thôi. Vì clip đến đây kết thúc. Xin chào các bạn, chúc các bạn vui vẻ.